Bạn tổ chức lễ tang xin trân trọng kính mời toàn thể nhân dân tạm quyền cùng các quý vị đưa tiến vào phòng tang số 2 để làm lễ tiếp biệt cụ Bùi Thị Hảo, xin trân trọng kính mời. Sau đấy, nghi lễ tiếp biệt cụ Bùi Thị Hảo, sinh năm 1934, hưởng thọ 86 tuổi bắt đầu. Kính thưa hương hộ cụ Bùi Thị Hảo, kính thưa các vị đại biểu đại diện cho các cơ quan đoàn thể, kính thưa toàn thể nhân dân tạm quyền cùng các quý vị đưa tiến thay mặt cho tập thể cán bộ.